Hôm nay là mùng 7 tháng 12 năm 2020. Thì tôi nghiên cứu theo đuổi điều trị viêm mũi xoang dưới rơi vào tầm 15 năm đấy. Cho đến năm nay là mới tự tin về cái xoang khá là nhiều. Thì bệnh nhân viêm xoang thì đại đa số nó có hai cái chiều hướng là người ta không kiên trì. Thì thứ nhất là khi mới bị thì đa số là đi khám Tây y trước. Thứ nhất là dùng kháng sinh, sau đó là dùng thuốc chống dị ứng. Thì khi dùng hai dòng thuốc này vào thì bệnh nhân sẽ dễ chịu rất là nhanh, thời gian tái phát của nó rất là nhanh chóng. Ví dụ như là uống thuốc chống dị ứng vào thì nó đỡ ngay. Thì có một số nhà đối với đông y thì điều trị không thành công thì cũng dùng thuốc chống dị ứng cũng cho vào, thì bệnh nhân cứ uống hôm trước hôm sau thấy êm ngay. Cái đấy là lừa dối thôi. Điều trị xoang nó không hề đơn giản, bởi vì là những cái vùng mạch máu với lại vùng cảm giác vùng xoang này nó rất là ít, thì cho nên nó nuôi dưỡng và bảo vệ xung quanh các cái hốc xoang nó rất là khó. Chúng ta hiểu một cách đơn giản là xoang nó gần giống như cái tổ ong ấy. Các mạch máu với lại vùng bảo vệ của nó thấp hơn so với các nơi khác, khi điều trị nó rất là khó khăn. Thì hôm nay bệnh nhân này đáp ứng rất là tốt, vì hôm đến thì có biến chứng nó tổn thương sâu vào trong hốc mắt, thì mắt bệnh nhân là mờ và nó đau. Một số người hay bị đau mắt thì cũng đều là do xoang gây ra hết, nó cứ kèm nhèm mắt và khá, nó không ra nguyên nhân gì đặc biệt cả. Chúng ta nên nghĩ ngay đến cái xoang có vấn đề. Về phác đồ điều trị thì chúng ta sẽ chọn những cái huyệt chân như vùng đầu, xung quanh vùng đầu này, chúng ta massage vùng trán, ví dụ như dương bạch này, toán trúc này, đấy, thần đình này, thượng tinh này, bách hội là tứ thần thông, thì cũng rất là tốt. Cái vùng mặt chúng ta cứ miết dọc cái cánh mũi này. Đấy. Massage là chính, còn thầy thuốc thì dùng phương pháp cây chỉ, chúng ta chọn cái huyệt tương ứng cái bệnh nhân này. Người đang bị là bao lâu nhỉ? Em bị là năm nó nhưng bị mà ghê gớm lắm hả? hoa mắt chóng mặt nhức đầu mất ngủ không không thở được Nó ngạt lắm hả? nè bây giờ cái chỉ được 3 lần thì cũng đỡ Sướng sướng không? Bây giờ đỡ là cái gì rồi? đỡ hoa mắt chóng mặt nhức đầu giờ chỉ còn lặng lặng vùng vùng bên phải này với hơi hơi bên đầu một tí em có cả xòa polyp ở hai hai bên Em bị ở đâu đấy? em ở Vân Canh với Hà Nội. Thế ngày xưa điều trị như thế nào? Hồi xưa em chỉ uống thuốc bắc thì họ cho uống thì đẩy ít dịch ra thôi nhưng mà không hết được đau đầu hoa mắt chóng mặt. Cố gắng lên nhé, Vâng. cái chỉ hơi đau đi, cố Vâng. gắng. Đây là ông nọ thì một số trường hợp đặc biệt có điều kiện hơn, chúng ta cho chụp cắt lớp để kiểm tra xem các hốc xoang nó còn hay không. Đấy, thì tôi cho kiểm tra lại thì bệnh nhân khi đi khám thì bác sĩ chẩn đoán là nó hết, như vậy là một ca bệnh điều trị thành công, nó không còn viêm nữa. Cái này là hoành tráng đấy nhỉ, nhìn này lên cân rồi đấy, sau khi nó cập nhật.